và có nhiều trường hợp thì rất nặng phải điều trị dài ngày ở bệnh viện. Vậy thì xin được bác sĩ tư vấn những đối tượng nào dễ mắc bệnh mà chúng tôi phải phòng bệnh với những cái phương pháp như thế nào thưa bác sĩ? Vâng. À, chúng ta thấy rằng người già thì dễ mắc bệnh rồi, nhưng mà không phải người già nào cũng mắc bệnh. Vâng. Đúng không ạ? Chỉ có tỷ lệ 12% người già bị mắc bệnh viêm phổi, mà trong đó 25% là dễ bị tử vong trong cái số 12% đấy. Thế thì quý vị thính giả thấy là căn bệnh này rất là nguy hiểm với người già. Vì vậy, muốn được không bị viêm phổi, không bị mắc bệnh, nhất là trong lúc giao mùa, thì chúng ta phải có sức khỏe tốt. Không có gì bằng rèn luyện cả. Mỗi người phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình, chăm sóc con cháu, tôi vừa nói nguyện rất tốt, nhưng mình phải dành thời gian cho mình, phải chăm sóc sức khỏe cho mình, phải tập luyện sức khỏe, phải chọn cái môn thể thao mình thích, ví dụ như yoga, khiêu vũ hay là đi bộ hoặc bơi vân vân. Bất cứ bạn nào bạn chọn cho mình một cái môn thể thao và chọn tập đều đặn hàng ngày thì bạn sẽ cảm thấy mình sẽ hồi sức lại và khỏe mạnh như là tuổi thanh xuân. Vâng. Cái thứ hai nữa là phải ăn uống cũng chăm chú, đừng bỏ bữa, ăn uống đầy đủ sức khỏe. Và đặc biệt là nếu mà không cần thiết thì bạn đừng đến chỗ đông người. Những cái chỗ đông người là cái chỗ mà các virus vi khuẩn nó bị tung ra rất nhiều. Chủ yếu là giữ gìn sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, đấy là yếu tố chính nhất. Và nếu bạn chẳng may bị những bệnh mãn tính thì phải tự chăm sóc mình, uống thuốc đều đặn để tránh những cái bệnh mà nó lại kèm theo cái bệnh viêm phổi nữa thì càng nguy hiểm. Mong rằng quý vị thính giả tự giữ gìn sức khỏe của mình để mà chăm sóc sức khỏe cho mình trong lúc tuổi già. Vâng. Thưa quý vị thính giả thân mến, có lẽ là cái phần thông tin và tư vấn vừa rồi từ phía Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh cũng rất là phù hợp để có thể khép lại chương trình Nhịp cầu sức khỏe ngày hôm nay cùng với chủ đề đó là viêm phổi ở người cao tuổi thì chúng ta phải làm thế nào. Quý vị thính giả nếu muốn đặt tiếp tục những cái câu hỏi về sức khỏe thì hãy liên lạc với chúng tôi Trần Lưu năm của kênh JPM. Bên cạnh đó là gửi thư về hòm thư điện tử của chúng tôi. Đại gia Trần Lưu qua ủng hộ cho ít hàng đây. Thì chương trình Nhịp cầu sức khỏe xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dinh đã tham gia chương trình và có những tư vấn. Đại gia Trần Lưu đến cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng anh em lâu lắm rồi không gặp nhau. Và chúc cho quý vị thính giả sẽ có thật nhiều sức khỏe. Hàng xóm ngày xưa giờ đại gia rồi. Trần Lưu. Đây là chương trình quảng cáo. Đây mặt cắt CNC luôn. Cho các đầu Toyota, Subaru, Nissan. Nói chung bất cứ cái loại đầu nào 10x20 là vào vỏ nhôm phay này là chuẩn chỉ luôn. Làm bằng máy CNC cắt cho nên nó chuẩn chỉ. Chuẩn brem luôn. Đấy. Chuẩn chỉ luôn bà con ạ. Mặt cắt rất là đầy đủ. Đây là từng tầm nhôm CNC cắt bằng máy. Cho nên cứ thế mà ráp vào thôi. Đây bà con. Đấy. Các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh JFM tần số 98. Lắp chân đinh chân kệ vào sao đẹp rồi, còn đây cái vỏ nhôm này thì quá đẹp luôn rồi. Đặt đầu vào thôi. Đầu hãm bằng hai cái này. Đấy. Ở HH mới dễ làm ăn bác Ngọc Khang ạ. Phục vụ cho cộng đồng cư dân mình nó mới dễ. Chứ ở cái chỗ vắng vẻ quá thì ai mua. Đúng không bác Ngọc Khang? Em thích ở HH đấy. Rất nhiều cư dân phục vụ mỏ cả tay. Đặt nốt hai con. Tuy nhiên thì thực hiện thì không. Thưa giáo sư Nguyễn Lân Dũng, có thể thấy thời gian vừa qua chúng ta xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị chưa được hiệu quả. Nó như là ném hạt gạch xuống ao bèo vậy. Khi mà chúng ta ra quân thì hết sức là sạch sẽ, nhưng mà
chỉ sau một thời gian ngắn thì đâu lại vào đấy cả. Ông nghĩ sao về điều này ạ? Chúng ta biết rằng nhiệm vụ quản lý đô thị của nước ta trong nhiều năm qua chưa được quan tâm một cách đúng mức. Nhiều vấn đề trực tiếp đi ra gần đây đã liên quan đến đô thị như là quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, kiến trúc, quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý nhà ở, quản lý dịch vụ đô thị, quản lý kinh tế đô thị, không cho phép chúng ta được lơ là chủ quan. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, kinh tế, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của toàn xã hội và cần được quản lý gắn kết và thống nhất trong chiến lược với kế hoạch phát triển đồng bộ. Tại điều 6, điều 7, điều 8, điều 9, điều 10, điều 11 của Nghị định 180/2007 của Chính phủ thì đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Nghị định 26 CP làm tí nhạc cho nghe radio nó hơi buồn. Về tổ chức. Làm tí CD nha. Em thích ở hát hát lắm. Bác Ngọc Khang ạ. Dân hát hát vừa đông, vừa thân thiện lại vừa chơi, chịu chơi. Mua bán nhanh gọn. Xong cái phần thưng, còn chủ yếu là làm cái hai con luôn. Hôm nay phải làm vội, lắp vội hai con để chuyển. Đúng là CNC cắt gì nó chuẩn chỉ từng mm luôn. Làm phần chính nha, phần chính là cái phần này cơ. Đây à, auto in out, out sub out tai nghe đầy đủ. Chàng nhô lên cao.
Vô cánh bay rồi. Thiết kế ngay chân là công tắc nguồn luôn, hoàn tiện lắp đầu được nguồn với anten, anten cho bên trên. Cái này cũng mất thời gian lắm anh em ạ. Chứ không phải lắp đầu nối các kiểu, cũng mất thời gian đấy. Thank you.
những kỷ niệm xưa. Người có oán trách không người, nuối tiếc không người, không hay người. Để rồi người yêu của tôi cũng lìa xa tôi. Công việc này chỉ chịu khó thôi các cụ ạ, chịu khó thôi, chả có gì bằng là chịu khó cả. Cái này là tay chân chịu khó. Em đây à, nhẹ nhàng thôi. Đấy, nó có cái anten đó. Công việc hoàn toàn đơn giản, chỉ quan trọng là phải chịu khó. Mà chịu khó thì em nhiều lắm. Cái khoản chịu khó thì em nhiều. Cái gì như cái khoản chịu khó thì vô đối rồi. Câu này là mới là khâu ráp thôi, còn khâu đấu nối và chế thêm nữa, cho nên rất mất thời gian. Chịu khó thì thôi, chứ mất thời gian thôi. Khó thôi cụ ạ, không có gì khó khăn đâu. Nguyễn Thành Trung. Đúng rồi, toàn công việc cơ bắp tay chân chứ có gì đâu. Quan trọng là phải chịu khó. Cứ chịu khó là được. Nốt cái anten.
Ôi dồi ôi, tối cái này có cái gì khó khăn đâu mà phải đề tử đề tiệc gì bác. Cứ thế mà lắp mà ráp mà làm thôi chứ. Công việc này đúng hoàn toàn chỉ chịu khó. Chỉ hoàn toàn chịu khó thôi, chưa đến nỗi phức tạp đâu. Chẳng qua anh em có thể là anh em bận quá thì không có thời gian. Em là cái thành phần nhàn rỗi thì em làm thôi. Chơi bốn cọc dương trước, nó đến bốn cọc âm, chốt ốc, lát nữa mới hãm chặt sau, vì là còn dây nhựa nữa cơ. Em giờ đây như lá chín sẽ rời cây. Ủa trà là đâu cái xanh ấy. Đúng rồi, bốn loa, hai đôi chuẩn của xe luôn, hai cặp loa cánh của xe luôn, hai cánh cửa đúng như chuẩn của ô tô, mà chuẩn của CD ô tô. Ai có hai loa thì chơi hai loa, có bốn loa thì chơi bốn loa, hiệu ứng front và rear như xe luôn. Chơi loa trước loa sau. Sắp đây. Ao sắp, ao âm ly. Đấy, ao âm ly tai nghe, ao sắp. Có thể là in. Làm âm ly. Ao TV, ao sắp, ao âm ly đầy đủ đây. Ba cặp đây. Nói chung là làm thì đầu tư thêm tí linh phụ kiện cho nó hoàn hảo, chứ làm kiểu đơn giản quá thì cũng được thôi, nhưng mà nó ít tiền thì nó không chất, phải đầu tư cả chứ. Đấy, đây mới là một cái bảng mạch thôi. Đấy, USB đây, USB cắm đây, lắp luôn USB nha. Đây, ốc đây. USB thì đây USB, có thể lắp USB luôn. Tất cả đều là option thôi.
ông nào thích chế thêm gì thì mình chế thêm, làm chỉ cả làm cả lốt lét đầy đủ nha. Lắp cạp USB vào đây. Đây. USB thôi. Cái này chỉnh sau, lắp sau. Bây giờ là phải lắp cái cơ bản trước, sau đó con đầu nối. Đảo cái mỏ hàn nữa nha. Mỗi đầu thì có một loại dây rắc khác nhau. Toyota thì mình dùng cặp dây của Toyota. Đây. Đây là Toyota thì cả dùng cặp Toyota. Nhưng chủ yếu là mình phải đấu cái này này. Vâng, chào bác Nguyễn Hoàng Hiệp nha. Có thời gian xuống Hà Nội để xem Smart Home nha. Review trực tiếp ở căn hộ của em luôn. Smart Home luôn. Đây, chủ yếu đấu đường áo sập, áo tai nghe và áo ly các kiểu đây. Ba cái đường này. Ba đường này mới là ba đường chính cần phải đấu. Đây là ra một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. On off. Anten. Nguồn vào. Giới thiệu cho anh em là những cái bo mạch chế này nó không phải đơn giản đâu. Đây là những bo công suất và những cái bo giải mã. Mình rất nhiều bo. Này. Đủ các thể loại bo. Đây. À, anh em biết cái bo này bo gì không? Nó không phải đơn giản là những cái bo bé hạt tiêu này, nhưng mà nó chơi vào thì nó mới cao cấp lên được, chứ không phải tự nhiên mà có đâu. Đấy, bộ vỏ không thì không thì đơn giản quá, nhưng mà quan trọng là những cái bo này. Đấy, cái bo này quan trọng là bo giải mã này. Đấy, nó chỉ đơn giản thế này thôi. Hoặc là đây con chip Yamaha này, con IC Yamaha này, chỉ thế thôi, rất đơn giản. Được, cái nhà thì rất là nhiều đồ. Đấy. Rất nhiều bo. Đây, rất nhiều. Rất nhiều. Đấy. Những con bo này còn phải chế cả cái dây này, câu từ đến mạch ra. Chế ra kiểu này. Đấy. Nhưng con bo này rất mạnh. Bo này cực khỏe luôn. Đấy nhá. Chứ không phải tự nhiên mà
mà cái bò này nó được vào đâu, có thể nó mới hay được. Hoặc là đây, muốn đẹp là phải thế này đấy, muốn đẹp là phải đổi từ cái mặt này đấy. Muốn đẹp là phải thế, phải đầu tư mới đẹp được nha, phải đầu tư mới đẹp được nha. Tất cả đều phải đầu tư, phải đầu tư từng tấm thế này nha. Đây, quạt kiểu các kiểu phải có đầu tư mới được. Đấy, đây tiện thể giới thiệu cho anh em xem một cái bộ cơ của con Camry. Đây, con Camry một đĩa, đây là một bộ cơ hoàn hảo nhá, mới cứng luôn. Đây là để sờ cua thôi, cũng đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp đâu. Bộ 6 đĩa nó mới rất phức tạp, chứ bộ một đĩa thì cũng không phức tạp lắm. Cơ nó hoạt động rất nhịp nhàng, đĩa vào đây nó nhịp nhàng lắm, không có gì cả. Rất nhiều đồ, tiện thể quảng cáo luôn, quảng cáo luôn cặp loa 13 phân đồng trục, dòng 13 phân của TX7, nhưng mà rất là khủng nha, rất có võ luôn, cực kỳ nặng. Rất nhiều. Hoặc là cặp loa này, cặp loa này toàn giải bạt 10. Đây, cặp này đơn giản rất rẻ luôn, nó cực hay, rất rẻ đâu. Nhà em có số lượng, con này lắp hai bên cho CD ô tô, làm kiểu là hai loa hai bên, nghe bát và trầm rất tốt. Đây là toàn giải nên giải chấp cũng rất là tốt, mà là bình dân 40W cơ. Thôi, ra qua thì thế thôi, con tiếp tục làm việc. Đây, giới thiệu nốt cả mấy cái cặp dây chế. Đây, chế mấy cái cặp dây đây. Anten này, jack USB này, USB chế này, chế cái đầu jack này để cắm lên bo mạch này. Jack của Toyota này, đây là đầu cắm lên bo luôn. Đấy, anh em cứ nhớ cho kỹ là đỏ trắng xanh đen, nguyên tắc của USB thôi, đỏ trắng xanh đen. Đấy, đỏ đen ở bên ngoài, âm dương ở bên ngoài,
chân lộn tung phèo âm dương vào giữa là thôi chảy luôn USB nhá. Đấy, nguyên tắc của USB đấy, đỏ trắng xanh đen. Đấy, bây giờ mới bao lâu qua khâu à. Rồi, đang hết pin rồi. Xin phép anh em live stream lần sau nha. Rồi, tạm biệt anh em nha. Hẹn buổi live stream sau.